qua về đứa bé Tường Lam 4 tuổi xuất hiện bây giờ làm cho tất cả mọi người xôn xao. Chỉ thời gian ngắn mà biết bao nhiêu triệu triệu người nghe, rồi bao nhiêu người bình luận và bao nhiêu người giác tỉnh tu hành. Thì cái phần nhận xét của tôi là đứa bé này rất là hy hữu, rất là đặc biệt, rất là hiếm có. Thì cô bác mình thấy dòm coi ở thế gian này coi được mấy đứa bé được như vậy cô bác. Thì trước khi vào nhận xét thì cô bác đồng đạo cũng thông cảm cho chúng tôi nhắc lại lời vài lời giáo huấn của Đức Tôn Sư Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thì Đức Thầy Ngài nói trong bài Sứ Mạng: Thiên Tào Đà xác định khắp chúng sanh trong thế giới buổi hạ ngôn này say mê dặc dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ăn xá bớt tội căn. Cho nên nó đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương, chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng Ngài muốn xử tiêu cho rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa bà con cô bác, dạ kính thưa sư huynh. Hôm nay được biết là xôn xao trên mạng vấn đề mà bé gái gì đó là nó trên mạng là ta coi rất là nhiều. Như cái kênh nào đó mà mới vừa đăng lên một ngày hơn mấy triệu lượt xem. Thưa sư huynh cũng như là bé gái đó nó như thế nào mà sao bà con lại quan tâm lại ta coi nhiều như vậy? Nghe nói là đứa bé đó nói như vậy là ta tu cũng nhiều lắm á huynh. Dạ Nam mô A Di Đà Phật, xin huynh nhận xét dùm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Thầy Kim Sơn Phật gia hộ con. Thì trước kính thưa quý ông, kính thưa quý bà, kính thưa toàn thể anh chị em trong nước và ngoài nước gần xa kính mến, thì vừa qua có đồng đạo hỏi qua về đứa bé Tường Lam 4 tuổi xuất hiện bây giờ làm cho tất cả mọi người xôn xao. Chỉ thời gian ngắn mà biết bao nhiêu triệu triệu người nghe, rồi bao nhiêu người bình luận và bao nhiêu người giác tỉnh tu hành. Thì cái phần nhận xét của tôi là đứa bé này rất là hy hữu, rất là đặc biệt, rất là hiếm có. Thì cô bác mình thấy dòm coi ở thế gian này coi được mấy đứa bé được như vậy cô bác. Thì trước khi vào nhận xét thì cô bác đồng đạo cũng thông cảm cho chúng tôi nhắc lại lời vài lời giáo huấn của Đức Tôn Sư Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thì Đức Thầy Ngài nói trong bài Sứ Mạng: Thiên Tào Đà xác định khắp chúng sanh trong thế giới trong cái quả buổi hạ ngôn này say mê dặc dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau
chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ăn xá bớt tội căn. Cho nên nó đời nguyên hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Trong cái buổi hạ nguyên này có người rất là nhiều hung dữ, đó là lời của Đức Thầy nói đời nguyên hạ nhiều người hung dữ. Thì trong cái buổi hạ nguyên hạ bệnh dịch, chiến tranh loạn lạc, chúng sanh đang lâm vào những cái cảnh khổ, mà có xuất hiện một cháu bé rất là ngoan hiền quý cô bác. Thời kỳ chiến tranh loạn lạc bệnh dịch còn đang hoành hành trên thế giới qua địa cầu này, chúng sanh nhiều cái cảnh khổ, mà lại xuất hiện một đứa bé rất là ngoan hiền lương thiện. Đây là cái nhận xét của tôi, đây là cái một cái điềm lành rất là hy hữu với cô bác đồng đạo. Thì cái sự rất là hiếm có của đứa bé đó là còn nhỏ tuổi mà đọc kinh, những cái câu chú của trong kinh điển rất là thao thao bất tuyệt của bác, nhất là chú Đại Bi. Cô bác mà thấy chú Đại Bi đó là ở thế gian này là biết bao nhiêu người nghe, biết bao nhiêu người nghe, biết bao nhiêu người thấy, biết bao nhiêu người hiểu, mà không mấy người thuộc. Mà đứa bé này là ra đời cha mẹ không có tu, mà cha mẹ không có dạy, mà từ mới có 4 tuổi mà tại sao đọc chú Đại Bi lào lào. Thì cô bác mà thấy đây là cái điều rất là đặc biệt, hy hữu, thế gian hiếm có, việc này việc lạ vô cùng, phải không? Không ai dạy, không ai dạy mà cũng không học, mà hỏi thì đứa bé chỉ lên đầu là tự biết. Đây là cô bác thấy là cái điều hy hữu, việc này là việc hiếm thôi, hiếm có vô cùng. Vậy nên nó theo như cái chú Đại Bi đó ha, mà theo cái sự tôi sức học sức của tôi đó ha, mà học đó ha, đọc tụng ha, có thể theo như có thể vài tháng, có thể chưa chắc gì mà thường như đứa bé. Đúng. Đó mình nói là mình có duyên giáo lý thầy, giáo lý thầy là cái văn dần dễ học, dễ hiểu. Còn chú Lại Bi là cô bác mà thấy dòm vô là nó cái chữ nó khó, cái văn tản nó rất là khó. Theo cái sức của tôi mà theo đọc tụng đó, chắc cũng vài tháng có thể chưa chắc gì thuộc thừng bằng cái chữ đứa bé. Mà đứa bé này ra đời không ai dạy, tại vì dạy thầy cái anh độc lạ Bình Dương, anh quay đó anh hỏi con độc lào lào này học ai, ai dạy? Chỉ lên đầu tự biết. À, cho nên cái chỗ tự biết này là chăng chỗ rất là đặc biệt với cô bác đồng đạo. Tại vì là cái bậc mà Đức Thầy có nhắc là Đức Phật khi xưa đó là Sĩ Đạt Ta đó, là cái bậc sanh di chi đó, là thầy có diễn là thầy nói là Thái tử Đạt Ta khi lúc khi xưa đó là Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy dứt nợ trần nên vợ quy tiên có bà gì thay thế bà mẹ hiền dùm săn sóc chăm nom thái tử, khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Đó, cho nên là khi xưa là cái thời Đức Phật Thích Ca Sĩ Đạt Ta là ngài là không có học thầy nào hết trơn mà thông nữa các bác. Vào trường chẳng học mà thông, mấy ông thầy đều bó tay luôn. Lúc vào trường chẳng học mà thông, đây là cái bậc sanh di chi. Rồi đó, Đức Thầy chúng ta ra đời khai đạo tháng năm 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đó đánh Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép vội linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do là người tàn bạo gây nên. Vậy cho nên ngài thầy trước khi thầy khai đạo, thầy làm lễ cáo hoàng thiên ngài khai đạo. Nhưng mà Đức Thầy thì Đức Thầy của chúng ta là chỉ học cái lớp tiểu học và trung học thôi. Đức Thầy là học trình độ không có cao với cô bác, mà vẫn là thông cô bác. Tại vì Đức Thầy cho biết là thân bằng tăng, mặc bộ sồng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hãn. Mà Đức Thầy có học ai không? Đức Thầy chúng ta ra đời không học ông thầy nào hết quý cô bác. Không học đạo, không học ông thầy nào hết.
Mà Đức Thầy chúng ta ra đời là bậc sanh duy chi, nghĩa là không học mà dẫn thông. Đây là cái bậc siêu phàm, đó là bậc Bồ Tát và Phật. Vì vậy cho nên trở lại, chúng tôi nhắc qua Đức Phật Thích Ca và Đức Thầy chúng ta là bậc sanh duy chi, không học mà thông. Thì đứa bé này thì cô bác mình thấy những cái điều mới có 4 tuổi là những cái kinh, những cái nhất là cái câu chú Đại Bi đó rất là khó, mà đứa bé lại đọc lào lào. Đây là cái việc hy hữu, rất là cái việc hiếm có. Còn cái đặc biệt hơn nữa thì đứa bé có 4 tuổi thôi mà có cái tâm rất là tốt với cô bác. Đứa bé chỉ có 4 tuổi thôi, không có ai dạy, không có cha mẹ dạy, mà không có học trường lớp nào, ta còn nhỏ học gì, mà có cái tâm rất là lương thiện. Bởi vì Đức Thầy nói ta giàu có cách thôn hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thích Ca còn phới tước phàm, đài cao cửa rộng mà ham tu hành. Mà đứa bé này đúng như lời của Thầy phiên với cô bác đồng đạo. Cô bác mình, chúng tôi nói cô bác mình giờ cái đứa bé này có lương thiện không? Mà ai dạy? Không ai dạy, tự biết. Vì vậy là cái bậc này là cái việc hiếm có thế gian, vô cùng rất là quý. Vì vậy cho nên là đứa bé là có tâm lương thiện, là đặc biệt là nói cái anh mà độc lạ Bình Dương hỏi đó, bây giờ tôi tham quá, tôi muốn tăng tuổi thọ 100, bây giờ phải làm sao? Hỏi đứa bé tên là gì? Tường Lam, đứa bé Tường Lam. Hỏi đứa bé Tường Lam đó, bây giờ tôi muốn lòng tôi tham đó, bây giờ tôi muốn được 100 tuổi, tôi muốn sống thọ dai, phải làm sao? Thì cái chỗ này đứa bé nói rất là đặc biệt, nói chỗ này là rất phù hợp với lý Hoằng Giáo Hảo nghe với cô bác đồng đạo. Ông muốn sống dai, chú muốn sống dai thì chú phải ăn chay nhiều lên. Bây giờ lúc trước ăn chay Tam Quân, ăn chay 4 bữa, ăn chay 6 ngày, bây giờ phải ra trường, ăn ra trường mới gọi là ăn chay nhiều lên, phải không? Chứ giờ mình ăn chay Tam Quân, ăn chay 6 ngày, 10 ngày cũng chưa gọi là ăn chay nhiều. À, phần đặc biệt đứa bé kêu chú muốn sống thọ phải ăn chay nhiều lên. Rồi phần gì nữa? Phải niệm Phật nhiều lên. À, chỗ này là phù hợp với lý Phật giáo hảo quá các bác. Cho nên là ăn chay nhiều lên, niệm Phật nhiều lên, và chú phải bố thí 1.000 cái gạo. Rồi cô thì chú sẽ sống thọ dai. Đúng rồi. Chỗ này là chỗ quá đặc biệt. Đây là phù hợp chân lý của Phật các bác, phù hợp chân lý của giáo lý Phật giáo hảo. Ăn chay nhiều, rồi niệm Phật nhiều, và là bố thí dân nghèo 1.000 cái gạo thì chú sẽ sống thọ. Rồi cái anh này mới nói bây giờ là chú cho giết hết rồi gia đình con của chú đói rồi sao, làm bộ thử lòng. Nhưng mà đứa bé trả lời rất là đặc biệt với cô bác, chú khỏi lo, chú cứ làm phước đi, tự nhiên cái phước đến, rồi gia đình chú sẽ có tiền xài thoải mái thông thả, phải không? Như vậy đúng như câu thầy nói sao nè, nuôi tầm mắt được nên tơ, nếu ta làm phải phước hờ bên lưng. Cháu bé 4 tuổi nói chân lý, có ngoài vô lý thầy không quý cô bác? Chú cứ làm đi, tại vì anh độc lạ này thử đứa bé coi cái trình độ đứa bé như thế nào. Hỏi bây giờ cháu kêu chú bây giờ bố thí hoài, bố thí nhiều nào, tăng thọ nhiều nấy, sống lâu ăn vui nhiều nấy, mà chú bố thí giết rồi giờ gia đình chú bây giờ hết gạo rồi, con chú sao ăn? Đó là thử lòng đứa bé thôi. Nhưng mà đứa bé trả lời một cách rất là đặc biệt với cô bác, chú cứ làm đi, tự nhiên cái phước nó có rồi thì tự nhiên gia đình của chú sẽ có tiền xài hoài, gia đình chú sống rất là một đời thông thả thoải mái. Đúng như lời thầy nói quý cô bác đồng đạo, nuôi tầm mắt được nên tơ, nếu ta làm phải phước hờ hờ bên lưng. Người làm phải như tầm trong kén, có muôn tơ bao bọc ấm thân. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Cho nên đó là đứa bé chỉ có 4 tuổi mà nói những cái lời chân lý của bác mình thấy nghe rất là hy hữu. Vì vậy cho nên đó là đứa bé này nó có cái điều này rất là hiếm có trên đời quý cô bác đồng đạo. Chỉ có 4 tuổi mà khuyên cái chú này là muốn tăng tuổi thọ là phải ráng ăn chay nhiều lên, niệm Phật nhiều lên, bố thí 1.000 ký gạo và ráng quán phóng sanh làm lành.
thì chú sẽ được tăng tuổi thọ. Thì cái nói về cái phần điện Phật thì trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy phiên dạy cái điểm điện Phật này là rất là nhiều chỗ các bác. Cho nên cháu bé này chỉ có 4 tuổi mà biết được cái ý nghĩa niệm Phật này là các bác mình thấy là rất là đặc biệt. Bây giờ tôi mở ngoặc, nóng ngoặc để nói qua giáo lý Phật giáo Hảo, Đức Thầy phiên niệm Phật với các bác. Ích lợi của pháp môn niệm Phật trong cái thời kỳ này là rất là nhiều ích lợi, rất là nhiều ích lợi các bác. Tại vì là kêu chú niệm Phật nhiều lên, chú sẽ muốn sống 100 tuổi chú phải niệm Phật nhiều lên. Tại vì là muốn sống tuổi thọ thì niệm Phật nhiều, mà có người mà niệm Phật nhiều sống tuổi thọ là người này ít bệnh, phải không? Cho nên con người ít bệnh mới sống tuổi thọ, chứ người thường bệnh hoạn nào sao sống thọ. Cho nên ý nghĩa rất là sâu. Cho nên chú muốn sống thọ lâu, chú phải ăn chay nhiều và chú phải niệm Phật nhiều. Vậy cho nên là chúng tôi nhắc lại cái ý nghĩa, cái ích lợi của niệm Phật. Mà khi mà ông Phan Châu Bá đó, là ông đã phát tâm tu rồi, nhưng mà ông còn thắc mắc một cái điều này, mới hỏi Đức Thầy như thế này các bác. Ông hỏi là tan bồng nợ ấy trả sao xong, chí dốc từ bi cõi tắc lòng, nhân đạo còn mang xưa chưa xử trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Cho nên đó là ông Phan Châu Bá ông có thắc mắc nỗi lòng ổng bây giờ gia đình đó, là mình là có nghiệp nợ, có vợ có con, có việc này việc kia nhiều nghiệp quá, làm sao mà tu giải thoát nợ tan bồng thầy. Cho nên Đức Thầy mới đáp lại cho ông là như thế này với cô bác đồng đạo. Thầy nói đành rằng nợ thế trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Vì vậy cho nên là cái người niệm Phật nhiều, giống như đứa bé nó phiền chú là chú có nên, chú muốn sống thọ chú phải niệm, ăn chay nhiều, niệm Phật nhiều, đúng như lời thầy đã phiên Phan Châu Bá với cô bác đồng đạo. Vì con người mà thường niệm Phật nhiều, người này sẽ được tan chướng nghiệp, sẽ thì người mà được tam chướng nghiệp thì được sống thọ. Cô bác mình thấy là đầy ý nghĩa rất là thâm sâu, rất là phù hợp trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Như vậy là cái người mà thường ăn chay nhiều, niệm Phật nhiều, người này sẽ được tăng tuổi thọ quý cô bác và đồng đạo. Thì nhắc thêm một cái mẫu, cái mẫu chuyện nhân quả trong kinh Nhân Quả với cô bác đồng đạo. Trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy, nếu ví như có người sống 60 tuổi chết mà người này mà biết ăn chay, biết có hiếu thảo, biết làm lành, biết bố thí phóng sanh, thì người này sẽ tăng có thể trên 60 tuổi các bác. Còn nếu người nào sống 60 tuổi, tuổi thọ là Diêm Vương cho lên là 60 thọ chết, nhưng mà người này sống ở thế gian sát nghiệp nhiều quá, người này bất hiếu cha mẹ, người này làm nhiều điều tội ác quá, thì người này có thể là giảm thọ các bác. Vì vậy cho nên là đứa bé phiên cái anh độc lạ Bình Dương này đó là tuy đi nó nói có hai cái chỗ mà đơn giản nhưng mà ý nghĩa rất là thâm sâu trong Phật pháp. Kêu chú muốn sống thọ phải ăn chay nhiều lên, niệm Phật nhiều lên, thì cái người ăn chay niệm Phật nhiều có rồi là bố thí 1000 cái gạo và ráng cố gắng làm việc lành phóng sanh, thì đây là đúng trong cái kinh Nhân Quả của Phật dạy của các bác đồng đạo. Nhân quả ba đời, nếu cái người mà thường phóng sanh, người làm lành thì cái người này có thể tăng thọ. Người mà có hiếu thảo cha mẹ, có phóng sanh làm lành, người này tăng thọ. Còn cái người mà sống mà ở thế gian sát nghiệp nhiều và bất hiếu cha mẹ mà làm những gì tội ác có thể là giảm dài thọ, việc đó là chuyện bình thường với các bác đồng đạo. Vì vậy cho nên là trong kinh Nhân Quả ba đời của Đức Phật dạy là giết
dứt đao quần dứt kiếm, giết dao đền dao, giết mạng đền mạng. Vì vậy cho nên là cái đặc điểm của cháu bé 4 tuổi, cháu bé Tường Lam, nó có nhiều cái nét hết sức là hy hữu đặc biệt các bác. Có 4 tuổi mà có cái tâm rất là lương thiện, thương người, mến vật các bác. Vì vậy cho nên Đức Thầy Ngài là có nói rất là nhiều về cái ích lợi của niệm Phật trong cái thời kỳ này các bác. Tại vì thời kỳ này là thời kỳ pháp môn bế mạc, thánh đạo chân du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phái rối. Pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng hết tất cả các pháp. Bởi vì Thầy phiên chúng ta là có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ Ngài chung cuộc. Cho nên cái phần thứ nhất là niệm Phật tan chướng nghiệp. Thì là thầy cho ông Phan Giáo Bá là thầy cho biết là đành rằng nợ thế trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Cho nên là cái niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp này nói về trong tôn giáo Phật giáo Hảo với tất cả các tôn giáo bạn đó, là có nhiều người, rất là nhiều người niệm Phật tan chướng nghiệp hết sức là màu nhiệm. Cô bác mình coi những cái Phật pháp màu nhiệm là những kép hát như Châu Thanh này kia đó, cũng mang những chứng bệnh khối u này kia đó, mà niệm Phật mà được hết bệnh, được tan chướng nghiệp với cô bác đồng đạo. Cô bác mình dòm cho những cái đĩa mà Phật pháp màu nhiệm đó, cô bác mình thấy có nhiều, rất là nhiều người niệm Phật mà được tan chướng nghiệp, được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nặng khỏi đó cô bác đồng đạo. Thì nói đến đây chúng tôi nhắc cái mẫu chuyện mà niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Thì có cái chú này, chính chú này đi đám giỗ, chú cỡ cho tôi nghe, có cô bác chứ không nghe ai cỡ lại, chính chú trực tiếp cỡ cho tôi nghe. Là chú nói tôi hở quanh tim, là cái dạng hở nặng, là đi ra thành phố, bệnh viện thành phố khám, thì bác sĩ chạy, bác sĩ nói ông về, ông lo sắp xếp công việc đi, chứ bệnh nông bây giờ, ông về ông lo sắp xếp công việc, lo ăn đi, ăn uống đi, rồi là bệnh nông bây giờ là như là nói chung là nó rõ là cái bệnh là bác sĩ chạy đó. Rồi khi này ông này ông nghe vậy rồi á, nhưng mà ông này cũng có, ông vốn có duyên lành với đạo với cô bác, ông nghe rồi nhưng mà ông rất là bình tĩnh với cô bác, chứ không phải như có số người á, khi mà nghe bác sĩ mà chạy rồi cái là hốt hoảng, cái tâm lo sợ hết sức. Bây giờ thầy nói gần hấp hối, tâm thần sao xác, trí dẫn dơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước. Có người á biết sắp chết, tâm trần chưa bỏ, vừa tức vừa tiếc thương vừa hốt hoảng lên, làm cho buộc cái quan khiên nên càng sớm trở lại miền trần gian. Cho nên lúc chết, lúc mà nó bác sĩ mà chạy rồi, có người này hốt hoảng lên hết sức là tâm thần sao xác. Rồi đó là Ngài mới dạy mình đó, nếu mà con người mình đó là người có biết học Phật đó, thì khi mà mình sắp lâm chung đó, thì cô bác mình ráng gắng là biết sắp chết rồi tâm trần chưa bỏ, thì bây giờ là gần ấp hối, tâm thần sao xác, chí dẫn dơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cỏ tạm theo đường tội phước. Cho nên có một số người không hiểu đạo, khi mà nghe bác sĩ chạy rồi là họ hốt hoảng lên, họ sợ vô cùng với cô bác. Nhưng mà có cái chú này, khi mà bác sĩ chạy rồi thì ổng về nhà các bác, tại vì ổng hở quanh tim là cái dạng nặng bác sĩ chạy. Rồi á ổng về nhà, ổng mới sắp xếp công việc, ổng nói vậy là cuộc đời của mình nó từ nào giờ, khi còn sống thì còn tính toán lo công việc này, sắp xếp việc này việc kia, lo cho việc gia đình. Còn hôm nay là bác sĩ đã cho biết là mình đã cái duyên triên trần đã sắp sửa hết rồi, bác sĩ đã không còn trị được, thì bây giờ chỉ còn con đường là mình niệm Phật để chết. Cho chú này, chú này là chấp nhận chịu niệm Phật chết các bác. Sắp xếp công việc rồi vô trong phòng niệm, niệm ngày này qua tới ngày kia, niệm ngày niệm đêm, ngày niệm đêm, niệm đến khi mà nhất tâm bất loạn, tại vì không còn nghĩ gì gia đình nữa, tại vì lúc này là niệm Phật đã chết mà, chứ đâu còn nghĩ là mình sống nữa, tại bác sĩ chạy rồi. Vì trong khi là niệm đến lúc là niệm giết mà trong ngày chừng vài ngày các bác, niệm ngày niệm đêm trong vòng qua chừng vài ngày, chú cảm thấy trong mình khỏe lại rồi, bắt đầu trong mình khỏe lại cũng bắt đầu mới đi khám lại coi ra sao, bị hiện giờ thấy trong mình khỏe thì đi ra bác sĩ hỏi hổm dài, ông trị thuốc gì mà ông uống thuốc gì mà thấy trong mình ông bây giờ cái bệnh ông bây giờ đã khác, đã cứu được. Thì
ông này ông trả lời là ông nói là hổm già tôi không có trị về thuốc gì hết, hổm già tôi chỉ uống thuốc là Nam Mô A Di Đà Phật, nghe lời của Đức Thầy dạy là niệm chữ Di Đà tan chứ nghiệp, ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước, cho nên hôm nay tôi nghe lời Đức Thầy niệm Phật để mà chờ Phật trước về Tây Phương, cho nên tôi hàng ngày hổm dài là tôi chỉ uống thuốc Nam Mô A Di Đà Phật chứ không có uống thuốc gì cả hết. Tôi chỉ có niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà Đức Thầy tôi dạy là 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc, chứ tôi không uống thuốc gì. Vậy là cho nên mấy bác sĩ là hết sức là ngạc nhiên quý cô bác đồng đạo. Tại vì cái mấy ngày trước khám là bệnh này là không thể cứu được, mà hôm nay là bệnh này đã chuyển cho khỏe rất là nhiều và có thể cứu được. Vậy là thì vô bác sĩ trị thời gian ổng hết bệnh cô bác, về nhà rồi tiếp tục tin tưởng pháp môn tịnh độ của Đức Thầy dạy, rồi tinh tấn tu hành tới bây giờ cô bác đồng đạo. Vì vậy cho nên thầy nói niệm, thầy cho ông Phan Châu Bá là niệm chữ Di Đà tan chứa nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Còn thêm cái phần thứ hai nữa là niệm Phật là gì? Niệm Phật để tránh đi cái cảnh khói lửa với binh đao với cô bác. Tại vì cô bác mình thấy hiện giờ thầy nói là thiên cơ biến đổi can qua, gẫm trong thế giới còn đôi ba phần, mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này. Lập thân hội này là như thế nào? Đem thân này ăn chay cúng lại niệm Phật, và đem thân này để giúp ích cho xã hội. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân, lão đây thân khó chẳng sờn, tỏ lời khuyến khích tợ đòn bá nha. Ông nào lòng dạ hải hà, động tình bác ái ra mà làm đi, giúp người đói khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá bộ hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng, cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Ông ban các chợ sẩm hia, tiệm hàng thạnh mậu nhờ dân ruộng vườn, ngày nay thất bát khá thương, tiền nông chẳng có cơm lường cho qua. Mắt nhìn lòng ứa ruột rà, cả kêu bổn đạo ai là thiệt tu. Cho nên Đức Thầy nhìn thấy cái cảnh mùa màng thắt, Đức Thầy thấy mọi chúng sanh trong quả địa cầu này mùa màng thắt đối đau không thuốc, mà thầy dòm thấy mà thầy mắt động lòng, thầy bật úa mắt nhìn lòng úa ruột rà là đau lòng, thấy chúng sanh khổ là thầy đau lòng, thầy mới cả kêu bổn đạo ai là thiệt tu. Nếu muốn thiệt tu theo giáo lý của Phật của thầy thì kỳ này là phải xả thân làm phước, muốn cho rắn đặng quá cừu, xả thân làm phước diêm phù vượt qua, để sao đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Vì vậy cho nên là thầy khuyên chúng ta là lúc này là thiên cơ đã biến đổi can qua các bác. Lúc này là thiên cơ biến đổi can qua, là can qua là giặc giả. Cho nên lúc này là thiên cơ biến đổi can qua, mà can qua lần này là gẫm trong thế giới còn có đôi ba phần, mau mau cái quyết chiên cần chúng sanh còn có lập thân họ này, có một họ này ráng lập thân, nếu để trễ trề rèn chẳng kịp, phi ngay phi sớm ráng chiên cần. Cho nên cái can qua giặc giả kỳ này là khổ dữ lắm quý cô bác đồng đạo. Thầy nói khổ với thảm, ngày nay có mấy sợ mai sao, dòm thấy bay hồn trừ tà gian, còn thiện chỉ tồn cảnh sông máu núi xương tha thiết. Cho nên là từ đây về sau cô bác cùng chúng tôi phải ráng nghe lời thầy dạy, cái cuộc sống từ đây về sau chúng sanh rất là nhiều cái cảnh lầm than đau khổ, nhất là cái cảnh binh đao giặc giả với cô bác đồng đạo. Trong bài Ai Người Chi Kỷ, Đức Thầy ngài cho biết lầm than khói lửa với binh đao, âu á lung tung nhuộm máu đào, ba tanh sai xưa mùi phú quý, sao này
sẽ dưỡng cảnh độ lao. Cho nên là cái này là thầy đã cho biết rồi, là cô bác đồng đạo nhắc cái đoạn này, rồi cô bác cùng chúng tôi dòm trên cái mạng thế giới bây giờ đó, là cô bác còn thấy là có khói lửa với đao binh chưa quý cô bác đồng đạo? Có khói lửa đao binh chưa? Nếu có là lời của Đức Tôn Sư nói nó đã có sự thật rồi. Đức Thầy nói là lão nào có bài điều ma mị mà gạt lường bổn đạo chúng sanh, thầy nói những gì là không bao giờ nó gạt chúng sanh quý cô bác đồng đạo. Thầy nói là sẽ có lầm than khói lửa với binh đao Âu Á lung tung. Hiện giờ họ đang lung tung nhuộm máu đào, mà cô bác mình thấy thời gian này Nga với Ukraine có nhuộm máu đào không quý cô bác đồng đạo? Rồi Amad với Israel thời gian này cô bác mình dòm có họ có nhuộm máu đào không? Mà thầy nói trong bài Người Chi Kỷ năm 1939, rồi năm nay 2023 rồi, mà cô bác mình thấy là có nhuộm máu đào chưa? Nếu có sự thật là lời của Đức Thầy nói không sai, thì cô bác cùng chúng tôi kỳ này phải ráng lo tu thân hành thiện mới kịp thời kỳ cô bác. Tại Đức Thầy nói là đời cùng tu gấp mà kịp thầy đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời nữa sao đến việc biết đời bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin. Cho nên nó là Đức Thầy nói mình ở đây nói từ ấy giờ nói nào là chiến tranh khói lửa binh đao này kia, nhưng mà mình ở đây mình chưa thấy, mình chưa có tin với cô bác đồng đạo. Nhưng mà thầy đã nói rồi, máu đào khắp nước khổ vô cùng. Đó là thầy nói mình chưa thấy, mình chưa tin, nhưng mà thầy đã kêu mình dòm đi. Máu đào khắp nước đã khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, để nước đến chơn mới nhảy đùng, nhảy đùng ắt sẽ lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chững mới rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Vì vậy cho nên là thầy nói máu đào khắp nước khổ vô cùng. Cô bác thấy hiện giờ có máu đào chưa quý cô bác? Vì vậy cho nên muốn tránh cái cảnh này thì cô bác cùng chúng tôi phải nghe lời thầy. Thầy nói là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, một là bố thí, hai là trì chay, ba là giữ giới, rồi Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thuyền kiên cỡ lúc can qua. Can qua là cái cảnh chiến tranh binh đao khó lửa đó cô bác. Thì bố thí, trì chay, giữ giới. Thì cô bác mình thấy bố thí, trì chay và giữ giới này giống như bé Tường Lam có kêu cái chú Độc Lạ Bình Dương đó, là chú muốn tăng tuổi thọ thì chú phải ăn chay nhiều lên, chú phải niệm Phật nhiều lên, là chú phải bố thí 1000 cái gạo. Cô bác mình thấy những cái điều của đứa bé này chúng tôi nhắc lại, tại vì nó có những cái điểm yếu nó phù hợp chân lý của tổ thầy, phù hợp chân lý của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên chúng tôi nhắc lại, nhắc đây nhắc lại hoài là cô bác mình tô đậm là đứa bé này 4 tuổi nhưng mà nói đạo, nói chuyện đạo, cô bác mình thấy có những cái nét rất là đặc biệt thâm sâu. Vậy cho nên là đứa bé khuyên là chú muốn sống tăng tuổi thọ phải ăn chay nhiều lên, phải niệm Phật nhiều lên, và phải làm phước nhiều lên, phóng sanh nhiều lên, là phải bố thí 1000 cái gạo cho người nghèo. Bởi hôm nay Đức Thầy nói kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới là, làm hiền lành hơn tụng hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn ngó ré, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, dạng mùi ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Vậy là chúng ta ngoài cái sự ăn chay niệm Phật làm lành mà còn phải có hiếu thảo cha mẹ nữa với cô bác đồng đạo. Dạng mùi ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục,
phận làm con chẳng phút nào quên. Sớm hôm cố gắng đáp đền, tròn câu hiếu thảo mới nên thánh hiền. Kinh Phật đã chỉ biên chép dạy, có mười ơn vĩ đại cao dài. Nhất là mang thấy lấy bào thai mẹ hiền, khắc thể xác thể không ngày nào yên. Bởi vì ta thường nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hay là lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy dạy ngoài cái chữ ăn chay làm lành giữ giới còn phải dạng mười ơn nữa quý cô bác đồng đạo. Ai ai mang cái thân này cũng đều thọ bốn điều ăn quan trọng nhất cô bác. Thầy dạy muốn làm tròn nhân đạo phải giữ dạng tứ ăn, nhưng trước hết phải chánh tam nghiệp và trừ thập ác. Trong đó là có ăn tổ tiên cha mẹ, nghĩa là sinh ra ta nhờ tổ tiên cha mẹ, sống ta nhờ đất nước, hưởng những thất đất, ăn những ngọn rau, đó là ăn tổ tiên cha mẹ và ăn đất nước. Vì vậy cho nên mang cái thân này ai ai cũng thọ ơn tổ tiên cha mẹ của bác. Thầy dạy dạng mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống cho nên phụ bạc. Thì thôi để trở lại thầy dạy phiên tất tín đồ, là thầy phiên dạy là đồ lao bóng lánh sớm nghe ta. Một là bố thí, hai là trì chay, ba là giữ giới. Bố thí thì nó có tài thí, là cô bác có tiền, thầy nói là phiên người hữu phước giàu sang đó, thì mau mau làm phước và làm son làm vôn cho rồi đó. Để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Vì vậy cho nên bố thí hôm nay cô bác cùng chúng tôi là nếu có tiền của lúc này đồng bào và nhân loại đang khổ, thì cô bác nghe lời thầy dạy là muốn cho rắn đặng quá cừu thì xả thân làm phước diêm phù được qua, để sau đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Thì lúc này thì chúng sanh còn đang nhiều cái cảnh khổ, đang có nhiều người nghèo khổ. Cô bác mình giờ này cô bác mình có dư tiền của đem ra tung ra bố thí lúc này là đó là cơ hội mình đã lập thân. Thầy nói chúng sanh còn có lập thân hội này, cô bác có đoạn thầy phiên nhiều đoạn của các bác. Thầy nói không cả tiếng kêu dân ơi hỏi hãy giúp cho kẻ đôi mới nhầm đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm. Còn hơn đúc chuông đồng Phật bờ, chẳng làm phước đợi làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chứ không dùng vật. Muốn bổn đạo tánh tình chân chắc, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Cởi từ rài vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cho nên hôm nay thầy kêu chúng ta là khùng cả tiếng kêu dân ơi hỏi, là kêu tất cả mọi người nào có tâm lành. Thì giống như đứa bé đó cô bác, đứa bé mới có 4 tuổi mà cô bác, đứa bé có cái tâm rất là lương thiện. Mới có 4 tuổi mà kêu cha mẹ phải là thường thường là phải bố thí phóng sanh, và phiên chú là phải ráng cố gắng là đem 1.000 kg gạo để giúp đỡ cho dân nghèo. Thì cái phước đức ấy này, phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi trong cõi trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao.
Hôm nay Đức Thầy khuyên tất cả mọi người cùng cả tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Hiện giờ cô bác mình dòm những người nghèo khổ còn đông còn nhiều, người túng thiếu lắm cô bác đồng đạo. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, là đến cái cảnh loạn ly là cái cảnh giặc giả này với cô bác đồng đạo. Cái cảnh giặc giả can qua này, nếu mà cái người mà có nghe lời thầy là ăn chay niệm Phật làm lành giữ giới, thì tới cái cảnh là thầy nói là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khổ lâm còn hơn đúc chuông lầm chuông đồng Phật bự. Vì vậy cho nên Đức Thầy Ngài có cho biết là cái người mà có lo tu thân hành thiện thì những cái cảnh khổ thì cô bác mình khỏi lo. Những cái cảnh khổ chiến tranh giặc giả căn qua là đối với những người nào mà không có lo trở lại con đường lo tu thân hành thiện. Chứ những người mà có nghe lời thầy là có ăn chay làm lành giữ giới giúp đỡ cho xã hội, giúp đỡ cho những người đói nghèo, nhà tình thương, xã hội này kia đó, thì những người này là những cái cảnh can qua giặc giả cô bác mình khỏi lo, tại vì có thầy cứu cô bác. Thầy nói là ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, đến lâm cảnh khổ có ta với định Phật bà cứu vớt dùm cho. Càng qua dặn chúng mẹ chớ buồn lo, tích đức cha ta chốn hẹn họ, cảnh Phật đài xem rực rỡ, quan cầu đến đó ấm cùng nó. Cho nên nếu mà cô bác cùng chúng tôi có ai có đủ duyên lành nghe theo lời của, giống như nghe theo lời của đứa bé Tường Lam mà phiên cái chú Độc Lạ Bình Dương đó, là chú muốn tăng tuổi thọ là phải chú ăn chay nhiều lên, chú phải làm lành nhiều lên, chú phải niệm Phật nhiều lên, thì đúng như lời của thầy dạy, nếu mà được như mọi người mà nghe lời thầy dạy là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà, Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thuyền chuyên chở lúc căn qua, là cái cảnh căn qua giặc giả của bác mình sẽ được qua khỏi hết quý cô bác đồng đạo. Thì căn qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàn cầu đến đó dùng no. Thì muốn có đức thì cô bác cùng chúng tôi phải hành qua cái đường bát nhẫn của thầy với cô bác. Tại vì người tu muốn có đức là phải nhẫn cô bác. Thầy dạy là chương truyền chánh pháp đạo vàng, tập xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Cái người mà tu dầu cho mình có làm lành giữ giới, mình có làm phước thiện nhiều mà mình không có nhẫn được thì không có đức, nghe quý cô bác đồng đạo. Khi mà mình ăn chay giữ giới làm lành mà mình nhẫn được rồi mới có đức. Phật dạy là tập xong chữ nhẫn niết bàn không xa, lúc nào cũng tập lòng lên nhịn, nhịn thói đời, nhịn tánh muốn ham, nhịn thói quen theo tánh tục phàm, nhịn cay đắng khi làm đạo đức. Trên khi mình làm bổn phận đạo đức, thầy nói là thân hành đạo ba viền năm mối, dầu gặp cơn gió thổi mơ tuôn, bại rồi thành lại nên tuồn dạng dân hưởng được nước nguồn ma ha. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời, tỏ ít câu cọc chúc cho đời, mong bá tánh dạng dân giải thoát. Cho nên thầy ra đời khai đạo cũng có số người không thích thầy các bác, nhưng mà thầy không có quan tâm tới. Thầy nói kêu thằng hai gọi là ông, cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Vậy cho nên là khi trên ghi mình trên đường làm đạo là nhịn cay đắng khi người chọc tức. Khi người ta chọc tức, mình làm việc phải, việc lành mà người ta nói mình làm việc xấu, việc ta chê chỉ trích mình, mà mình nhịn được việc đó, mấy việc khó làm gì đó mình mới có thể hành được pháp nhẫn với cô bác đồng đạo. Nhịn cho được lúc ngồi chọc tức, trong khi mình đang làm việc phải, mình đang tu ngon mà người ta nói mình việc này việc kia đó, nói xấu mình, mà mình nhẫn được như vậy mình mới có đức, mình mới đắc được đạo, đắc được pháp nhẫn với cô bác. Cho nên nhịn cay đắng khi làm đạo đức, nhịn cho được lúc người chọc tức, nhịn những điều thử thách của đời, nhịn chừng nào hết nhịn mới thôi, lúc còn phải nhịn thời ráng nhịn, nhịn càng mạnh nghiệp càng không dính sức, nhẫn nhiều sớm định tâm nhiều, dục ý dù khởi mấy cũng tiêu, ráng nhịn được những điều khó nhịn. Còn Đức Thầy dạy là trong cái bát nhẫn của Đức Thầy đó, thầy nói là
nhẫn năng xử thế thị lương hiền, nhẫn giái trì tâm thận thủ tiên, nhẫn giả hương lăng hòa ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm thường nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền, nhẫn đức bình an tiêu nhẫn sự bình, nhẫn đức bình an tiêu dạng sự, nhẫn thành phú quế vĩnh vĩnh miên miên. Cho nên con người mà cái tâm mình tu mà được nhẫn được đó, thì cái tâm mình thường an lạc với các bác. Mình tu mà thiếu chữ nhẫn là khó an lạc. Cho nên là thầy kêu là phải nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc. Cho nên con người mình mà muốn nhẫn được cái tâm đó thì người này phải ráng thường xuyên niệm Phật, còn cái tâm mới được thường an lạc với các bác. Cô bác mình nhẫn, hành pháp nhẫn là thầy phiên chúng ta là và nhẫn nhịn, đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người, tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Cho nên mình ráng quán mình tập xong chữ nhẫn niết bàn không xa, thì mình muốn tập được chữ nhẫn thì thầy phiên chứ mình phải ráng quán nhẫn cái tâm mình được. Các bác quan trọng nhất là mà chúng ta cô bác cùng chúng tôi phải nhẫn được cái tâm mới được an lạc. Mà muốn được an lạc thì cô bác mình phải cộng vào niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thầy cho biết là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Ai có nói ta là người quấy, ai có nói xiên nói xỏ, thầy nói thấy chúng sanh ghét ngõ ganh hiền, theo chế ngạo những người tu tỉnh, cho họ chế họ ngạo như thế nào mình cũng ráng gắng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Cái phương pháp niệm Phật mà Đức Thầy chỉ cho ông Bảy đó, ông Bảy ông lại co mạch Đức Thầy, Đức Thầy nói là nóng quá ông Bảy, nóng quá ông Bảy. Rồi ông Bảy mới nói là Đức Thầy, dạ thưa Thầy, mấy lần con lại co mạch Đức Thầy mà Thầy đều nói con nóng, nóng quá, thầy đều nói nóng, chắc thầy nói là cái sự tu hành của con còn nóng quá chứ gì, phải không thầy? Đức thầy nói đúng, tôi nói cho ông biết nghe ông Bảy, nhẫn người ngoài dễ chứ nhẫn trong nhà khó nhẫn lắm ông Bảy. Tại sao ông biết khó nhẫn không? Tại vì ông thấy mình cái bản ngã, mình làm chồng, làm cha, cho nên vì cái bản ngã còn cao quá cho nên khó nhẫn. Vậy cho nên từ đây sao tôi dạy ông cái phương pháp này nghe. Từ đây sao mà ông có khởi cái lòng sân hận lên, ông phải co cái lưỡi lên đừng nói chuyện nữa. Co cái lưỡi lên rồi đâu nói chuyện được các bác. Rồi khi mà co cái lưỡi lên rồi ông ráng niệm Phật thì từ từ cái lòng sân hận của ông nó sẽ giảm bớt. Thiệt các bác, cái phương pháp này ông Bảy ông có hành qua rồi, rất là có di diệu quá tài màu nhiệm. Phương pháp này ông Bảy là ông cũng có tánh nóng, hết chức tánh nóng mà, nhưng mà ông nghe lời thầy, từ khi mà ông muốn khởi lên cái lòng sân hận, muốn nói những gì nặng nề, muốn mắng giết ai thì ông đều nhớ lời thầy dạy, muốn nói ra cho nên ông nín lại, ông co cái lửa lên và niệm Nam Mô Đà Phật niệm giết là cái lòng sân hận của mình nó sẽ hạ xuống các bác. Cái pháp môn niệm Phật giống như là cái cục nước phèn, cái cục phèn để dần cái ba cái chất nước đục xuống các bác, lóng xuống. Cho nên thầy dạy phương pháp niệm Phật là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Các bác mình muốn được nhẫn tâm an lạc thì cái này các bác cùng chúng tôi phải ráng lo niệm Phật cho nhiều. Thầy nói là niệm chữ A Di dẹp lòng sầu, ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu, cũng có ngày kia ta giải thoát, giải thoát thì ta rõ đạo màu. Thì cái phần chia sẻ qua cái vũ đề mà đồng đạo hỏi cái đứa bé 4 tuổi hiện giờ mà trên chỉ có xuất hiện mới có mấy ngày, 5-7 ngày nay mà trên cộng đồng mạng bây giờ là thông tin quá nhanh, biết bao nhiêu triệu triệu người nghe đều quan tâm tới đứa bé này và ca ngợi hết sức là đứa bé rất là đặc biệt. Và cái phần chúng tôi cũng chia sẻ qua đôi lời nhắc lại, cũng tôi cũng xin cùng cộng tác với quý cô bác là tán thán đứa bé, ca ngợi đứa bé và nhắc qua những giáo lý của thầy, và cô bác mình cùng tìm hiểu trong giáo lý của Phật của thầy, rồi cô bác cùng chúng tôi ráng gắng lo tu, ráng gắng lo tu thân hành thiện, ráng gắng lo niệm Phật làm lành giữ giới, để một ngày kia hội Long Hoa chúng ta đều có mặt. Mà Đức Thầy cho biết là chở trơn cho kịp Long Hoa, Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Đến đây chúng tôi cũng xin dứt lời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.